Hai bạn lặn lội mưa gió Hà Nội. Thì bây giờ thì Thọ có mặt ở sân vận động Mỹ Đình rồi các bạn nhé. Đây bạn. Đây đang ngấp mưa nè bạn. Nãy giờ nó hơi mưa. Thời tiết ở Hà Nội hôm nay không ủng hộ mình gì hết. Quay lên hình nó sẽ là không có đẹp các bạn. Đấy, nhưng mà cũng cố gắng từ trung tâm đi ra đây tìm đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình quay cho các bạn xem như thế nào các bạn nha. Rồi đây là khung cảnh ở bên ngoài các bạn. Bên ngoài tương đối là nhếch nhác nha các bạn. Đấy. Rồi bây giờ mình đi vào trong xem tôi có gì nha các bạn. Rồi ok bạn, đây là bên phía ngồi sân nè bạn, khá là rộng rãi và thoáng. Đấy, phía ngồi sân có một cái hàng rào sắt, đấy khá là rộng nha bạn. Đây là cái khu vực khán đài B ở phía ngồi đấy. Hình như là sân Mỹ Đình hiện nay đang được sửa chữa lại các bạn, sửa chữa để nhằm tới để mà đó, đây các bạn, đây là cổng vào sân số 2. Ở phía trong thì mình nhìn thấy là đang sửa chữa đại tu lớn luôn các bạn. Đấy. Đây mình thấy cái máy chê và cái dàn đèn tương đối là khổng lồ đó các bạn. Không biết có vào được ở bên trong không. Đây bạn, phía trên là trung tâm chăm sóc sức khỏe nha. Rồi giờ mình vào trong mình tham quan có gì nha. Đây một vòng ở phía dưới của khu vực khán đài B các bạn. Thì sân vận động quốc gia Mỹ Đình được xây dựng vào năm 2002 các bạn và khánh thành vào năm 2003. Lúc đó xây dựng thì với vốn đầu tư là 53 tỷ đồng để phục vụ SEA Games 2022 các bạn. Đấy. Thì sau gần 20 năm xây dựng thì bây giờ thì sân vận động Mỹ Đình thì xuống cấp rất là nhiều và năm sau là chuẩn bị là đưa vào để mà sử dụng cho SEA Games 31 các bạn, cho nên là mới đầu tư và nâng cấp sửa chữa lên. Kinh phí thì dự kiến là 150 tỷ đồng đấy, từ nguồn vốn của SEA Games. Đấy, đây là bên phía ngồi các bạn nha. Mình sẽ quay bên phía ngồi trước cho các bạn xem, sau đó mình sẽ vào bên trong. Cái cửa số này rất là rõ ràng, cửa vật chất. Ok bạn, đây là bên trong của sân các bạn nhé. Đây, một vòng cho các bạn xem sân vận động Mỹ Đình. Sân vận động Mỹ Đình lúc trước được công bố là có sức chứa là 40.192 chỗ ngồi các bạn. Đấy, có hai cái máy khán đài A và khán đài B đối chọi với nhau. Bên cái khán đài C này bạn và khán đài D thì không có máy che, nhưng mà toàn bộ sân á, là được lên full ghế các bạn, full ghế hai màu chủ đạo và màu đỏ và màu xanh da trời. Đấy, bạn có thể thấy các cái ghế thì đẹp các bạn, thì là từ vào cũng lâu rồi nhưng mà ghế còn khá là tốt các bạn, được làm cao ráo, lối đi rộng rãi và ngồi được nửa lưng.
chứ nhiều cái sân vận động khác thì ngồi ở dưới mông thôi các bạn, không có dựa được. Còn mệt cỏ thì họ đang phủ lên các bạn, để mà họ đang làm những cái công trình, cho nên họ bảo vệ họ bằng vết họ che lại, mình không có xem mệt cỏ được. Còn xung quanh sân thì đường bít màu đỏ nha, 10 làng rộng rãi để mà tổ chức thi những cái môn thể thao khác như là điền kinh, nhảy xa, ném tạ đồ các bạn. Đấy. Một phòng cho bạn xem. Khu này là các cái văn phòng bạn, phòng dùng cho bây giờ cho người ta thuê lại làm spa. Mình mới thấy là một số cái văn phòng làm spa các bạn. Đấy. Giữa sân thì chắc là vừa rồi diễn ra sự kiện âm nhạc nào đó, cho nên họ làm sân khấu. Đấy, sân khấu này. Mình cũng không có cập nhật là vừa rồi họ làm cái sự kiện âm nhạc nào. Bây giờ họ đang dở. Bây giờ mình sẽ lên lầu nha các bạn, lên lầu trên tầng trên cho các bạn xem. Mình lên tầng 2 là massage nè các bạn, lên tầng 3, tầng 4, tầng 5 luôn. Phía trong kia thì mình thấy thợ hồ đang tô lại vậy. Đây là cái khu vực massage. Đấy, mình ra đây. Mình ra tầng 2 của khu vực đây. Tầng 2 là cái tầng mà ngồi ở trên của cái khán đài CD bạn các bạn. Đấy. Nãy kia mình phải đi lên được. Đó. Rồi thì tiếp lên tầng 3, tầng 4 trên cao luôn. Thời tiết mưa này không biết là bay phải là cam có được không. Nhìn đường rất đẹp các bạn, hướng này nhìn ra ngoài phố rất đẹp. Ok, bên này có cái phòng kỹ thuật này bạn. Đấy. Lên cao luôn. Không có thang máy mà chắc là thang máy hiện nay không hoạt động được các bạn. Ô chà, lên trên này quá đẹp bạn. Yeah.
bên này có một cái sân bóng chuyền mà xuống cấp hết các bạn nha, xuống cấp hết này, mưa rồi bị dột chảy nước đầy sân luôn. Chắc bỡ lâu không ai chơi nữa, mưa dột thì nước đầy hết. Đây là cái khu vực cao của sân, quay cho mọi người xem. Đấy, thấy chưa? Bên này là quay được quá đẻ luôn. Các cái bản chỉ dẫn rất là rõ ràng nha bạn. Hàng rồi nhà vệ sinh như thế nào, ăn uống như thế nào thì sân hồi trước làm chỉ rất rõ ràng. Có thoát rồi nè mẹ, số ghế này, chẳng lẽ này. Đấy, đây là có thể là quay một phần hết sân cho mọi người xem luôn. Đấy, cao lên luôn. Cái máy bạn, cái máy mình tìm hiểu là rất là nặng nha. Cái máy của sân Mỹ Đình này rất là khổng lồ luôn. Còn các bạn có thể thấy nè, khổng lồ, rất là to luôn. Còn lại cho các bạn xem. Thì theo thông báo của ban tổ chức các bạn thì sân Mỹ Đình sẽ nâng cấp sửa chữa với cái số vốn là 150 tỷ các bạn. Nhiều các hạng mục về ghế này các bạn sẽ được thay rất là nhiều. Rồi đường chạy điện kinh các bạn, rồi mạch cỏ luôn. Đấy, sẽ làm thay thế rất là nhiều để mà phục vụ SEA Games 31 tới đây. Đấy, còn theo dự kiến thì khoảng tháng 3, tháng 4 năm sau thì sẽ hoàn thành. Đấy, chỉ còn gần một năm nữa thôi sẽ là bàn giao hoàn thành. Cùng với sân Mỹ Đình là cung thể thao dưới nước cũng sẽ được nâng cấp sửa chữa trong thời gian này luôn. Các cái trụ đèn của bạn khá là cũ kỹ nha, khá là cũ kỹ. Sân Mỹ Đình thì hiện tại thì có một cái màn hình ở phía khu vực khán đài C thôi. Đấy, dưới đây như một cái công trường các bạn, như một công trường. Họ thường xuyên thuê sân Mỹ Đình để làm các sự kiện âm nhạc, các sự kiện lớn các bạn. Bây giờ là dọn dẹp đây như một công trường. Khu vực xung quanh của sân Mỹ Đình là các cái khu liên hiệp thể thao, tennis, rồi sân golf, rồi thể thao trong nhà dưới nước. Đấy, khu vực sân nhìn khá là đã các bạn nha, nhìn khá là đã, đúng là sân vận động quốc gia các bạn. Trong này nhiều cái trung tâm thể thao họ thuê lại rồi, nhưng mà bây giờ cũng là chắc là ra lại hết rồi. Đấy, bên này cũng có một cái sân bóng rổ rồi bóng chuyền, dàn máy ok bạn, dàn máy khá là dễ sợ. Tập bóng rổ này, bóng chuyền,
Đây, Thọ đứng bên cánh ghe bên này, Thọ quay bên khu vực sân của khán đài C nè các bạn nha. Thọ phát hiện là bên này là đường đua công thức 1 này, nếu không nhầm thì đường đua công thức 1 hồi trước làm cạnh bên sân Mỹ Đình để mà đua, nhưng mà do dịch các bạn ảnh hưởng cho nên đường đua này đã không hoạt động. Đấy, rất là tiếc các bạn nha. Không lẽ là công thức 1 đã đưa về đua tại Hà Nội, Việt Nam chúng ta, nhưng mà do dịch ảnh hưởng cho nên đường đua Hà Nội thì chắc là tạm dừng. Khu vực bên cổng số 10 đang được ốp sửa chữa lại nha các bạn. Đấy, sửa chữa lại, thợ đang làm. Cận cảnh mệt cỏ này bạn, mệt cỏ đã được phủ lên bảo vệ để mọi người đã dùng cái sàn mệt xăng. Đấy, còn đường chạy thì được cũng còn ok, nhưng mà cũng phải đi làm lại các bạn. Đây là xe của câu lạc bộ Hà Nội này các bạn nhé. Xe dán được khá là đẹp. Trên xe có câu slogan là tự hào Hà Nội. Đấy, mình nghĩ là khu vực này là khu vực sân tập của đội Hà Nội và chỗ ở của các cầu thủ luôn các bạn nhé. Nếu mà bạn nào biết thì comment cho mình. Giờ lần này là lần đầu tiên mình tới. Đấy, đây là sân. Trong này là khu vực nhà ở của các cầu thủ, nơi ở của các cầu thủ, chắc là vậy. Bên đây là khán đài A của sân Đồng Mỹ Đình, còn đây là khán đài C các bạn. Nói chung là sân Mỹ Đình đẹp bạn, nhưng mà công năng sử dụng và bảo quản nó chưa hợp lý cho nên nó xuống cấp rất là nhanh. Đây là nghỉ là mình sân tập của câu lạc bộ Hà Nội. Nãy mình quay flycam các bạn, là mình thấy có hai sân lớn chuẩn 11 người các bạn. Sân bên này và sân bên kia. Đấy, sân đều có đèn chiếu sáng bốn góc hết nha bạn. Đấy, đèn chiếu sáng bốn góc, sân nào cũng là bốn trụ đèn, rất ok. Sân tập cỏ thì mình thấy cỏ chỉ thường và cỏ chỉ nha. Cỏ này thì mịn nhưng mà đá nó nhanh đứt. Khuôn viên khu tập của các đội bóng các bạn, các bóng đến sân Mỹ Đình tập thì khuôn viên mát mẻ các bạn nha. Cây cối rất là rậm rạp này, rất là mát luôn. Sân có thì đẹp, nói chung á quốc gia các bạn, khu chờ câu lạc bộ quốc gia là vậy. Rồi, đây là phía ngoài của khu khán đài A các bạn nha. Đấy. Nhìn chung bên phía ngoài của sân vận động, xung quanh sân vận động của quốc gia Mỹ Đình rất rộng rãi các bạn. Ra vô xe cộ người đi đều ok, rất rộng rãi, rất ok. Rồi, video khám phá sân vận động Mỹ Đình đang được nâng cấp sửa chữa được kết thúc tại đây. Rồi, hẹn các bạn vào những cái video tiếp theo. Bye bye các bạn.
We'll be right back.